Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thị Hải, là phó tổng giám đốc của công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk và DRI. Công ty của chúng tôi hiện đang quản lý 8.800 hectare cao su tại các tỉnh Nam Lào. Đến với diễn đàn lần này, chúng tôi rất mong muốn được cập nhật thêm những kiến thức về quản lý đất đai, đặc biệt là tại Lào, bao gồm cả những cái công ước quốc tế, những cái quy định của chính phủ cũng như là những cái luật tục của người dân, để từ đó có những cái ứng xử, những cái điều chỉnh phù hợp hơn trong cái lộ trình xin được cấp chứng nhận FSC. Xin chân thành cảm ơn.